Anh chị các bạn, xin chào và những người đang tiếp tục theo dõi kênh PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học và là một chuyên gia đào tạo cũng như là chuyên gia tư vấn về kinh doanh, về marketing, quảng cáo và bán hàng. Series video kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024. Video này đang quay vào lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng 4 năm 2024. Vâng, và một phần nội dung liên quan đến việc phát triển các nhà phân phối, liên quan đến việc kỹ năng bán hàng và theo cái mô hình là phát triển phân phối, phát triển hệ thống bán hàng. Đó chính là hợp đồng dành cho nhà phân phối và đại lý. Hợp đồng. Vâng, thế thì khi mà chúng ta xây dựng cái chính sách bán hàng cho nhà phân phối hoặc đại lý của chúng ta ở các tuyến, ở các tỉnh, thì chúng ta phải biến tất cả những cái chính sách đó thành một bản hợp đồng, thành một bản hợp đồng chính thức để chúng ta in ra, ký, đóng dấu và gửi cho khách hàng, thì đôi bên mới có thể yên tâm cùng nhau làm việc, đúng không ạ? Chứ còn nói mồm, em sẽ cho cái này, em sẽ cho cái kia, em hứa thế này, em hứa khác, không tin, ký rồi vẫn còn đang cãi nhau, vẫn còn đang lật mặt đây này. Vâng, khi vui thì còn chén chú chén anh, chứ đến khi tàn, đến khi mà vỡ nợ, đến khi không bán được hàng thì chỉ muốn nhìn thấy mặt nhau là muốn ghét nhau, muốn giết nhau thôi. Không ai vui vẻ với nhau đâu. Thế cho nên là chúng ta cũng hết sức là thẳng thắn với nhau như vậy. Được chưa ạ? Chúng ta cần phải làm hợp đồng rất là chặt chẽ. Mặc dù hợp đồng ở Việt Nam thì cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng ít nhất cũng có pháp luật, ít nhất cũng có cái căn cứ để chúng ta tranh cãi, chúng ta thảo luận với nhau. Ok, thế thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn sơ bộ về mặt sơ đồ. Sau đó thì tôi sẽ có bản hợp đồng. Tôi đã viết đây, nó khoảng 18 trang. Hợp đồng này là do tôi viết nhé. Các bạn có thể xem video này, các bạn sẽ nói với tôi là ông này ông ấy dạy cái đéo gì mà cái gì thế ông cũng dạy, đúng không? Ông dạy quảng cáo Facebook, quảng cáo TikTok, quảng cáo Zalo, ông ấy dạy content, ông ấy dạy bán hàng, giờ hợp đồng ông ấy cũng làm luôn. Không hiểu là ông này ông ấy ba đầu sáu tay gì. Thì xin báo cáo với các anh chị và các bạn đang xem video này, thì xin trình bày và báo cáo là tôi có hai bằng đại học về luật, chính quy đàng hoàng cử nhân luật của Đại học Luật Hà Nội và thạc sĩ luật của Đại học Luật Hà Nội. Và có điều là tôi không hành nghề luật, tôi không có chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi không có văn phòng luật sư hay là văn phòng công chứng. Tuy nhiên, so với các luật sư, so với những người làm trong lĩnh vực luật pháp, tư pháp thì kiến thức của tôi còn thua họ rất là nhiều. Nhưng so với phần lớn những người làm dân sự, những người làm kinh doanh, những người bán hàng thì kiến thức về luật của tôi cũng được bài bản, cũng được học hành 5 năm rưỡi ở trường, 5,5 năm ở trường đại học luật đấy ạ. Cho nên là ít nhất là vẫn có tư duy, vẫn có tinh thần và đọc hiểu được luật pháp. Đấy. Vâng, thế nên là anh em cứ yên tâm xem video và làm theo hướng dẫn, hoặc là gọi cho tôi, liên hệ với tôi để tư vấn hoặc là soạn hợp đồng cho nếu cần. 0989 623 858. Nhắc lại là 0989 623 858. Facebook là facebook.com/phananhonline. Vâng, tôi có hai bằng thạc sĩ, một thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh và một thạc sĩ MA về luật. Ok, thế thì khi mà chúng ta soạn một cái hợp đồng dành cho nhà phân phối thì cách làm như sau. Một là chúng ta sẽ Google tìm kiếm là hợp đồng dành cho nhà phân phối, thì nó sẽ ra những cái trang như thư vận pháp luật, rồi thì luật Minh Khuê, luật ABC, luật XYZ. Nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta, nó sẽ cho chúng ta một số những cái mẫu khá là cơ bản và khá là đầy đủ. Tuy nhiên các nội dung bên trong thì chúng ta phải diễn giải và chúng ta phải biến cái chính sách của chúng ta vào trong đó. Và tốt nhất nếu có thể thì chúng ta nên thuê một luật sư hoặc một văn phòng luật sư để làm cho chúng ta, thì nó có cái tính chất là tốt hơn. Vâng, hôm nọ thì một cái bạn chủ doanh nghiệp, bạn nói với tôi là tại sao cái hợp đồng của bạn ấy, phân phối của bạn ấy sơ sài, nó có 3 trang. Bạn ấy đưa cho tôi một cái hợp đồng của một cái bên bất động sản, nó đến 50 trang, mua bán chung cư căn hộ đến 50 trang. Thế tôi bảo là nếu mà em thích soạn 30 trang thì thầy cũng soạn được. Thế tuy nhiên thì các nhà phân phối người ta sẽ sợ và không dám ký đâu. Thông thường thì các hợp đồng dành cho các nhà phân phối và đại lý theo công ty thương mại như này thì
loại bình thường vừa vừa thì khoảng 3-4 trang, 5 trang đổ lại. Còn loại kỹ kỹ một chút thì khoảng 8-10 trang. Còn loại mà khá khá xuất sắc, vâng, thì khoảng độ 15-18 trang như tôi đã viết. Và mà cái loại mà kinh điển chắc như cua gạch đấy, thì khoảng tầm 3-40 trang. Vâng. Thông thường thì làm việc với nước ngoài thì cái luật của họ, người ta làm hợp đồng rất là chặt chẽ. Theo Việt Nam thì ít chặt chẽ hơn, sơ sài hơn, và đặc biệt là không nói về những hình phạt, những cái rủi ro khi mà cái chuyện đó nó xảy ra thì như thế nào. Thì chúng ta không quy định các điều khoản để thống nhất. Và chúng ta nhớ rằng là khi tôi đi học luật ấy, thì các thầy cô có nói một câu là luật dân sự thì cốt ở đôi bên. Tức là tôi với anh thỏa thuận với nhau như thế nào thì trong hợp đồng như vậy, miễn là chúng ta diễn giải nó dễ hiểu, đúng tiếng Việt và hiểu đơn nghĩa chứ không hiểu đa nghĩa, không hiểu sai. Có bạn nói với tôi là khi tôi viết hợp đồng thì bảo là cái văn của thầy viết thì nó có cảm giác như là văn nói, nó không giống như là những cái bộ phận pháp chế của những cái công ty hay của ngân hàng hay của bảo hiểm hay của bất động sản. Thì tôi xin thưa là các bộ phận pháp chế của những cái hợp đồng đó họ làm rất là chặt chẽ, rất là nghiêm túc, và họ sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, thuật ngữ về luật pháp. Đấy. Thế còn cái luật mà hợp đồng thương mại như này thì theo quan điểm của tôi là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái ngôn ngữ nó dễ hiểu hơn, nó đời thường hơn. Tất nhiên nó không phải là văn nói, nó không phải là diễn đạt theo kiểu là học sinh lớp 1, mà ở đây là nó diễn đạt một cách tự nhiên, đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu. Đấy là quan điểm của tôi. Đấy, còn tùy mọi người nhé, tùy mọi người. Thế thì khi chúng ta search ra thì chúng ta sẽ tìm thấy rằng là nó là một loại hình hợp đồng thương mại. Đấy, nó là loại hình hợp đồng thương mại. Kể cả cái quyển hướng dẫn về luật pháp của những cái đơn vị quốc tế mà người ta cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam, nó mỏng mỏng như tôi đã đọc rồi, thì cơ bản nó cũng có những điều khoản như vậy thôi. Vấn đề là các bạn làm chi tiết, làm chặt tới đâu những khoản, những mục con đó. Và chúng ta đề phòng những cái trường hợp mà khi xảy ra các sự cố, các tranh chấp thì cái quyền và nghĩa vụ của mỗi bên là gì, cái tranh chấp xử lý như thế nào. Đó. Thế thì chúng ta phải tuân thủ thể thức về hợp đồng, ví dụ như cộng hòa rồi thì vẫn loại hợp đồng rồi về việc rồi căn cứ vân vân. Và hợp đồng dành cho nhà phân phối và đại lý thì người ta sẽ căn cứ theo cơ bản là luật thương mại và luật dân sự. Đấy. Cũng các bạn tôi đi tư vấn thì hỏi tôi là thế có cách nào mà bắt người ta phải trả tiền không? Nếu trong hợp đồng ấy, mà người ta không trả thì có bắt người ta đi tù được không? Thì xin thưa là luật dân sự thì người ta sẽ không hình sự, trừ khi là cái một trong hai bên là cố tình lừa đảo, cố tình lừa đảo, cố tình chiếm đoạt ngay từ đầu. Chứ còn bây giờ anh bán nợ cho tôi chưa trả được, tôi nợ 10-20%, số tiền 50 triệu, 100 triệu thì ra tòa kinh tế người ta xử là phải trả. Thế nhưng thi hành thì còn rất phức tạp, và đặc biệt là không ai phải đi tù cả. Đấy, trừ khi là có dấu hiệu lừa đảo, có dấu hiệu hình sự hóa thì người ta mới có căn cứ để người ta chuyển sang cái dạng án hình sự. Vâng. Thế thì cái điều khoản ở trong một cái hợp đồng nó gồm những cái điều khoản cơ bản như sau. Cơ bản ở đây chúng ta có thể có thêm nhé, có bớt nhé. Đấy, thì ví dụ như là đây, theo thứ tự này, căn cứ vào luật gì, định nghĩa A bên A bên B, các cái định nghĩa trong hợp đồng được nêu, ví dụ nhà phân phối là gì, đại lý là gì, rồi chiết khấu là gì, kiểu kiểu thế. Định nghĩa về bên giao, bên nhận, phân phối. Phân phối thì nó có bên giao phân phối, tức là bên nhà sản xuất hoặc là công ty nhập khẩu. Còn bên phân phối là các tỉnh, các khách hàng mà mình đi phát triển ấy. Loại hình phân phối, đại lý độc quyền, hay là nhà phân phối hay nhà phân phối độc quyền, hay là một cái đơn vị nhỏ. Đấy. Thế thì nhà phân phối thì thường là theo tiếng Việt là ở cấp độ cao hơn so với đại lý một chút. Đấy. Độc quyền thì có hai vế, độc quyền là họ sẽ được toàn quyền ở khu vực đó và mình cũng sẽ chỉ bán cho một mình họ thôi. Đấy là cái khái niệm độc quyền. Độc quyền là độc quyền bán, độc quyền khu vực do mình giao cho họ, đúng không ạ? Thời hạn phân phối là bao lâu, rồi cách thức gia hạn, đúng không ạ? Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, bên A bên B.
quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hàng, liên quan đến thương hiệu thì chúng ta cũng cần quy định, đặc biệt là tính bảo mật, không được chia sẻ thông tin, nhất là trong cái trường hợp mà chúng ta đang xảy ra tranh chấp thì đối tác của chúng ta bên A bên B đấy thì là không được chia sẻ, không được bóc phốt. Hiện nay nó có cái tình trạng là rất là khốn nạn như thế này, nhà phân phối làm việc với công ty sản xuất hoặc công ty xuất khẩu nhập khẩu hàng về, tóm lại là bên bán và bên mua, thì bên mua nó không hài lòng vì một lý do gì đó, đúng không ạ? Nó đăng thông tin lên Facebook, lên trên Zalo đấy, và nó đăng thông tin có thể là một số phần trăm là sự thật, cũng có thể là nó bịa đặt nhằm mục đích để nó đạt được mục đích của nó. Thí dụ như là tôi cách đây 2 tháng cũng phải xử lý một cái vụ việc, một cái nhà phân phối của một công ty N, một cái nhà phân phối ở tỉnh V. Các bạn theo dõi cái series video này sẽ thấy cái case study đó. Thế thì bạn ấy muốn nhận được cái phần thưởng của bên công ty, mặc dù bạn ấy không đủ điều kiện đấy, nhưng mà bạn ấy rất là muốn nhận. Thế bạn ấy không nhận được thì bạn ấy quay ra bạn dỗi, bạn không làm nữa. Thế bạn không làm nữa thì bạn ấy bắt công ty N này nhập hàng về, mà trong khi đó hàng là mua đứt bán đoạn và không phải là nợ nần gì. Thế bên công ty N này bảo thôi mày không bán nữa thôi thì thôi, không hợp tác nữa thì thôi, mày không hợp tác, bỏ, không nhập hàng về. Thế là nó mới bắt đầu nó phốt lên mạng này, công ty này hàng rất là kém chất lượng rồi, không uy tín rồi, cái này mất hết thương hiệu đó kia, và thu hồi hàng hóa. Thế là sau đó là gây ra một cái hiện tượng là các cái đại lý bắt đầu trả hàng, nó gây sức ép, đúng không? Thì cái việc này là về nguyên tắc, nếu mà các bạn thỏa thuận trong hợp đồng là các bạn có thể khóa được cái việc này. Và nếu mà thằng đó nó đăng, các bạn viết vào cái hạng mục này cho tôi, phạt là bao nhiêu triệu đồng, hoặc là phạt giá trị là gấp đôi cái thiệt hại, hay là 100% cái thiệt hại chứng minh được, và trong hợp đồng viết luôn, trong hợp đồng viết luôn, hoặc là phạt một cái số tiền cứng 100-200 triệu, quy định, bởi vì việc dân sự có ở đôi bên mà, quy định luôn. Thì cái thằng đó, cái thằng nhà phân phối ở cái tỉnh V đó, thằng nó không bao giờ dám viết. Còn nó viết thì thôi, kiện thôi, tại vì kiện là mình thắng, về mặt pháp lý là mình thắng, về mặt truyền thông thương hiệu mình cũng thắng, mình không làm gì sai, mình không lừa đảo. Đấy là nó ăn không được, đúng không ạ? Thế là nó dở trò dở quẻ thôi. Nhất là các bạn biết là những cái nhà phân phối, không phải tất cả nhé, nhưng phần lớn các nhà phân phối họ không thực sự trung thành. Và thứ hai là những cái nhà phân phối ở những cái làng nghề, hoặc là ở những cái khu vực thương mại, thí dụ như là một cái vùng nào đó làng nghề, chẳng hạn tôi lấy thí dụ đây, ở Thạch Thất này họ chuyên về nội thất này, chuyên về phụ kiện vật liệu xây dựng này, đúng không? Hay là ở Vĩnh Tường đấy, họ thổ tang này đấy, hay là ở những cái vùng nó tạo thành một cái vùng kinh doanh, thì những cái chỗ đấy người ta không thực sự là người ta không trung thành. Cứ cái gì ra tiền người ta sẵn sàng là bán, người ta vứt những cái cũ đi. Tất nhiên đấy là cái quyền của người ta thôi. Và nếu là bạn, nếu là tôi thì cũng sẽ như vậy. Tôi muốn giải thích là họ sẽ không trung thành. Cho nên là chúng ta muốn bảo vệ chúng ta trước thì chúng ta phải có tính bảo mật và quy định những cái điều khoản như vậy. Quy định về các vấn đề về giá bán, niêm yết, đúng không ạ? Rồi chiết khấu, rồi doanh số, chương trình khuyến mại, chương trình thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, chương trình hỗ trợ marketing nhân sự, vân vân. Thì tất cả những cái đấy quy định vào một khoản, một điều trong và các khoản bên trong. Các vấn đề về thanh toán công nợ, các vấn đề về giao hàng, bảo hành và chăm sóc hàng sau bán, các cái quy định về điều kiện kho bãi, ví dụ như diện tích, rồi thì cách thức kho nó phải đủ lạnh hay là đủ điều kiện này kia, mức tồn kho tối thiểu của nhà phân phối, rồi thì các cái quyền của các bên tham gia vào hệ thống bán hàng, rồi vấn đề về hóa đơn, chứng từ, rồi chấm dứt hợp đồng, phạt hợp đồng, các trường hợp bất khả kháng, và cuối cùng là vấn đề kiện ra tòa, tòa nào, và các ai sẽ là người chịu cái phí khi thua, vân vân. Thì đây là các cái điều khoản cơ bản của một hợp đồng dành cho nhà phân phối với đại lý. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị trên cái file Word này. Đấy, cái file Word này đây tôi soạn cũng mất từ 12 giờ trưa hôm trước đến cỡ khoảng độ 6 giờ sáng hôm sau, 7 giờ sáng hôm sau. Nó rơi vào khoảng 7-8 tiếng. Tôi soạn từ trưa đến chiều, đúng không? Từ tối đến đêm và sáng tôi sửa lại một chút. Tôi nhắc lại là đây là tôi làm mẫu, tôi có sẵn thì tôi gửi cho mọi người xem. Không có nghĩa là mọi người phải làm theo tôi.
Đấy, mọi người có thể làm 3 trang, 5 trang, 7 trang, 10 trang tùy mọi người. Hay là mọi người thấy rằng là cái cách tiếp cận của thầy Phan Anh là không không chuẩn xác, vì thầy không phải là luật sư, thầy không phải là tòa án, thì các bạn cứ thoải mái đi liên hệ với các đơn vị khác để các bạn tư vấn với tôi. Trong video tôi hướng dẫn mọi người như vậy mà, hãy gọi cho luật sư, hãy gọi cho văn phòng luật sư để người ta giúp mình, trả người ta một cái phí 1, 2, 3 triệu gì đấy, 5 triệu gì đấy do thỏa thuận, người ta soạn cho mình một cái hợp đồng hoặc là nhờ người quen người thân nhá. Còn tôi hướng dẫn thì là theo kinh nghiệm, theo hiểu biết nhất định của tôi, được chưa ạ? Mọi người bấm like chỗ này phát nhá, có vấn đề gì thì comment liên hệ, chia sẻ liên hệ với tôi. Đấy, đây là các căn cứ này. Đấy, bên A này, bên B này. Đấy, rồi các một số những cái định nghĩa này. Đấy, một số những cái định nghĩa như là phân phối, rồi thì hàng hóa, thương hiệu, chiết khấu, giá cả, bảo hành vân vân này. Đấy, bên giao, bên nhận, phân phối là như nào, loại hình phân phối ra sao này. Độc quyền tại đâu hay không độc quyền này. Độc quyền là như thế nào này, phải định nghĩa hết rất là rõ ra. Thời hạn phân phối này, thường là 1 năm, 2 năm, sau đó là tự động gia hạn này. Thì có phần cuối hợp đồng là chúng ta sẽ có phần gia hạn. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên này. Đấy, thì phân quyền. Đấy, quyền của bên phân phối như nào, quyền của bên giao phân phối, quyền bên nhận phân phối. Đấy, các cái này phải quy định rất rõ. Ví dụ được độc quyền hay không, được quyền phát triển sản phẩm hay không, có được bán phá giá hay không, có được cung cấp danh sách hàng không, được hỗ trợ biển bảng, hỗ trợ chi phí marketing hay không, được sử dụng hay không, được nhận những cái gì vân vân. Đấy, thì quy định hết vào đây. Đấy, nghĩa vụ của bên A trường hợp này là nhà phân phối đấy. Đấy, thì họ phải đạt doanh số, họ phải nhập hàng, họ phải thanh toán, họ phải trả công nợ, họ phải có điều kiện kho bãi đầy đủ. Đấy, họ phải hợp tác với mình, họ phải hỗ trợ mình để được phát triển sản phẩm, phát triển khách hàng. Đấy, rồi thì họ phải lên kế hoạch đặt hàng, nếu mà họ đặt hàng nhiều thì phải báo trước. Nếu có vấn đề xảy ra với khách hàng thì họ phải liên hệ với mình để cùng nhau giải quyết. Đấy, không được chuyển nhượng hợp đồng vân vân. Rồi thì thông báo những cái vấn đề phát sinh vân vân. Thế còn bên B là bên giao phân phối, tức là bên công ty sản xuất hoặc công ty thương mại đấy, thì quyền lợi được thế này, được thế này. Đấy, có được phát triển các tỉnh khác, được hỗ trợ, được cung cấp những cái hàng hóa có chất lượng. Nghĩa vụ thì phải giao hàng, nghĩa vụ thì phải đào tạo, nghĩa vụ thì phải thanh toán thưởng chiết khấu cho người ta, thưởng cuối năm cho người ta. Rồi thì cung cấp bảng báo giá, thay đổi cái giá cả cho người ta, phải báo trước cho người ta, vân vân. Rồi thì tất cả những cái vấn đề về nghĩa vụ mình sẽ nêu ra càng kỹ càng tốt nhá. Quyền sở hữu trí tuệ thì trong trường hợp hợp tác thì sử dụng như thế nào, trong trường hợp không hợp tác nữa sử dụng như thế nào. Thí dụ bây giờ người ta không bán hàng cho mình nữa, người ta vẫn cứ treo cái biển trình hình thì sao, thì mình quy định luôn là không hợp tác nữa là phải dỡ biển xuống. Không hợp tác nữa là phải không được phép sử dụng thương hiệu của tôi, nhãn hiệu của tôi trong bất kỳ những trường hợp nào khác. Nếu mà sử dụng và phát hiện thì phải bồi thường, phải chịu những cái hình phạt nếu mà tôi chứng minh được là bị vi phạm hoặc là bị gây thiệt hại, đúng không? Bảo mật thông tin như thế nào, không được chia sẻ cho bên thứ ba. Các vấn đề xảy ra thì phải cùng nhau thảo luận, cùng nhau tìm giải pháp, chứ không bóc phốt nhau. Bóc phốt nhau thì phải bị phạt, hoặc là bị phạt một cái số tiền cố định, hoặc là bị là khi mà gây thiệt hại như vậy thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Quy định luôn, chứ không phải là không quy định, quy định luôn. Các vấn đề về giá bán, về doanh số, về chiết khấu, về thưởng. Giá bán như thế nào, chiết khấu ra làm sao, mức doanh số hàng tháng, mức doanh số hàng quý cộng dồn hay không, chiết khấu thưởng, chiết khấu cuối năm ra làm sao, mấy phần trăm. Đấy, phương thức thanh toán và công nợ. Rồi thì công nợ thì được nợ bao lâu, nợ bao tiền. Đấy, nếu không trả nợ thì sao, thì phải có bắt phải có hình thức phạt thanh toán trả chậm. Đấy, rồi có hình thức là nếu mà không thanh toán thì cho phép thu hồi hàng hóa dưới mọi hình thức. Đấy, được quyền thu hồi hàng hóa để tương đương với cái giá trị mà đang nợ. Đấy, sau nếu mà quá 6 tháng thì sẽ được quyền nêu tên, rồi được quyền kiện ra tòa nếu hai bên không làm việc nữa. Rồi còn lãi suất thì vẫn phải trả. Nó tại sao phải quy định cái điều khoản lãi suất, bởi vì lãi suất nó vẫn chạy. Đấy chính là cái hình phạt, nếu mà họ không trả mình thì họ sẽ chịu một cái lãi suất rất là lớn. Thì ở đây tôi quy định là lãi suất khoảng 20%, lãi suất khoảng 15% một năm, lãi suất quá hạn là ok.
Nhớ rằng khi đặt lãi suất thì không được đặt lãi suất cao, bởi vì như thế nó lại rơi vào trường hợp cho vay nặng lãi. Và khi phạt hợp đồng thì không được phạt quá 8%, 8% giá trị của hợp đồng. Điều khoản giao hàng, chính sách giao hàng, điều khoản bảo hành sản phẩm, cách thức bảo hành, kho bãi của bên kia quy định như thế nào, tồn kho tối thiểu bao nhiêu, đặt đơn hàng bao nhiêu, các vấn đề về nhân viên, đào tạo nhân viên, giám sát để làm sao mà nhà phân phối phát triển được thị trường trong khu vực và các địa phương làm thật tốt. Rồi thì các vấn đề về hóa đơn, chứng từ, các điều khoản, các quy định khi mà chấm dứt hợp đồng. Đấy. Rồi các điều khoản phạt hợp đồng, khi nào thì phạt, phạt bao nhiêu phần trăm, thanh toán như thế nào. Nêu một số cái trường hợp bất khả kháng, có một số trường hợp bất khả kháng. Và cuối cùng là điều khoản chung, thông thường là sẽ có cái phần là thương lượng thảo luận trong 30 ngày. Rồi nếu không được thì bắt đầu là cho ra tòa. Đấy, cho ra tòa. Và hợp đồng thì lập được mấy bản, chia và cho mỗi bên là bao nhiêu. Đấy. Thế thì các bạn nhìn thấy ở đây là có 18 trang. 18 trang phông 13. Đó, tương đương khoảng độ 5.800 từ. Tôi soạn cũng khá là ok. Nếu mà các bạn là cần thì các bạn liên hệ với tôi, như xin file, trả một chút tiền công, vì tôi mất 7 tiếng đồng hồ đấy. Nếu các bạn đi thuê luật sư thì chắc phải mất vài triệu, khoảng 3 triệu, 5 triệu tôi đoán thế. Vâng, ok, rồi. Nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì về kinh doanh, về sale, về bán hàng, về nhân viên, về marketing thì xin vui lòng hãy liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, giảng viên đại học, có bằng luật đàng hoàng nha, tư vấn cho các bạn luôn luôn làm chuẩn. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.